xây tương thân tình trong đạo phần, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. A Di Đà Phật, chúng con kính đảnh lễ chân tôn Đức giáo Phẩm Tăng Ni Nhật Phúc. Xin chào quý khán thính giả trên chương trình IBC với Sống Đời Sống Phật. Hôm nay chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý, ngài là viện chủ của Triều Điều Ngự, và hy vọng với những chia sẻ và giảng dạy của Thầy sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về Phật Pháp để có được một đời sống thật tâm linh và an lạc. Và giờ này xin mời quý vị theo dõi chương trình. A Di Đà Phật, con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, xin chào cô Nhật Phúc, xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài IPC TV. Dạ. Với chương trình trước một show của Sống Đời Sống Phật thì Nhật Phúc có đưa ra những đề tài như là đồng tính nhân ái, khủng bố, và giờ này con xin Thầy nói thêm và giảng thêm về chiến tranh hoặc phá thai, và có những liên quan gì và cái cách nhìn của Thầy với những dự kiện như này. Dạ. Cảm ơn cô Nhật Phúc, và trước hết chúng tôi xin được trình bày về cái quan điểm phá thai. Đây cũng là một cái điều mà thế giới đã và đang bàn luận một cách sôi nổi. Mặc dù có nhiều tiểu bang, nhiều chính phủ đã thông qua cái luật này, nhưng mà cũng có nhiều chính phủ, nhiều tiểu bang chống cái việc phá thai một cách rất là gay gắt. Dù muốn dù không, chúng ta cũng nhìn vào cái thực tế của đời sống mà chúng ta thấy gì. Các tôn giáo ngày xưa cũng rất là khắt khe, nhưng mà ngày hôm nay cũng có một cái nhìn tương đối thoáng hơn, cổ mở hơn. Những cái chính phủ cũng vậy. Thành thử ra nó tạo một cái cơ hội rất là lớn để giải phóng cái sự tù ngục của những người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ đang lâm vào cái tình trạng sức khỏe hiểm nghèo, nó ảnh hưởng đến cái sinh mạng của một em bé sắp chào đời. Vấn đề cái hoàn cảnh sinh sống, những cái truyền thống đạo đức vân vân, nói chung nó đặt ra nhiều vấn đề lắm. Và ngày hôm nay có một số những ứng cử viên nói rằng chỉ có những người phụ nữ họ mới có quyền trên cái thân thể của họ, những người khác khi không hiểu, anh có không thể giải quyết hoặc là quyết định thay cho những cái nạn nhân. Mà chính họ mới là cái người có đủ thẩm quyền để quyết định về việc phá hay không phá. Thì với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng trong những cái trường hợp mà có thể lâm nguy đến cái sự sống của người mẹ và của thai nhi sắp sanh, những cái trường hợp bị cưỡng hiếp và một số những cái trường hợp khác, bởi vì nhiều quốc gia, nhiều tổ chức khi mà thảo luận về vấn đề này, họ cũng đã khảo sát rất kỹ, nghiên cứu rất kỹ, ngoại trừ những cái trường hợp đặc biệt thì tất nhiên chúng ta phải tôn trọng sự sống. Đó là một cái vấn đề căn bản đứng trên phương diện giáo luật của Phật giáo. Nhưng mà có những cái trường hợp rất là thương tâm mà thỉnh thoảng chúng ta đọc hoặc giả là nghe thấy trên những cơ quan truyền thông. Chúng ta đặt mình vào cái trường hợp của những cái nạn nhân đó, chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta sẽ giải quyết cái tình trạng khó khăn ra làm sao? Mình phải đặt mình vào cái hoàn cảnh
cái tâm trạng của người khác để có thể hiểu được họ. Tức là hướng từ bi ta, thay đổi cái vị trí để có thể hiểu được họ. Và khi hiểu được họ rồi thì cái sự phê phán, sự đánh giá, cái cách mà chúng ta nhìn vấn đề nó mới tương đối có cái giá trị cao. Thì cô Nhật Phúc nghĩ sao? Cô phái nữ phải không? Yeah. Thì cái trường hợp này là một cái trường hợp rất là phổ biến, trường hợp mà đang được tranh luận là chả là đang được quan tâm. Thì cô nghĩ sao về vấn đề này? Dạ, thưa thầy, theo con thì lúc mà còn đi học đại học thì có nhiều gọi là những cái câu lạc bộ mà có những cái quan tâm về phái nữ như này, nói về abortion như là phá thai, thì nhiều người cũng đã đưa ra và gọi là họ muốn pass một cái rule, cái law nào đó để chống abortion. Thì con nghĩ cũng rất là một cái sự rất là đúng. Nhưng là như mình theo thầy nói thì có nhiều hoàn cảnh thì mình chưa hiểu hết. Mình không có thể trách một người phụ nữ nào đó khi mà họ muốn phá thai hoặc là không muốn giữ cái thai đó. Thì một cái câu hỏi con muốn hỏi như là nếu mà họ có một như là một lý do và đem đến một cái tính mạng và nguy hiểm cho người mẹ thì họ phải phá thai, thì cái đó có đi sai hay là có tội lỗi gì trong đạo Phật không thầy? Cái trường hợp này cần phải được cứu xét qua nhiều cái góc cạnh khác nhau. Yeah. Ví dụ để cứu cái thai, bảo vệ cái mạng sống của người mẹ sinh ra có thể chết mà đứa con cũng chết, thì như vậy thì nó cũng không có giải quyết được gì, phải không? Yeah, yeah. Rồi có những cái trường hợp mà ở những cái quốc gia, ở những cái bộ lạc họ có những cái tập tục phải nói rất là khắt khe. Họ có thể chôn sống, họ có thể ném đá, họ có thể chặt đầu, vân vân. Nó có nhiều cái trường hợp ở những cái bộ lạc, ở những cái làng đó, mà những cái tập tục lâu đời vẫn còn duy trì. Thì chúng ta nghĩ sao về cái sinh mạng của một người phụ nữ? Đó, nó có nhiều cái trường hợp để mà chúng ta nhìn vấn đề. Và trong mọi trường hợp nó đòi hỏi phải sáng suốt, phải tỉnh táo, phải chính xác và phải trên cái căn bản của lòng từ bi. Nhiều khi mình chỉ phán xét theo cái cách mà người đời gọi là võ đoán, theo cái cục bộ hoặc giả là tiêu cực. Mình chỉ nghĩ theo cái suy nghĩ của mình, theo cái sự hiểu biết của mình, mà mình không hiểu được cái hoàn cảnh, cái tâm trạng, cái điều kiện, sức khỏe, cái tánh mạng của người kia. Mình cứ mình lên án theo cái cảm tính của mình thì nó sẽ không giải quyết được gì, phải không? Yeah. Mà nó còn làm tăng thêm cái tệ trạng của xã hội. Cho nên muốn giải quyết được những cái vấn nạn lớn của xã hội, muốn giải thoát được những cái sự khổ đau, dù là trên mặt tâm lý hay là trên mặt sinh lý, thì chúng ta phải sáng suốt, phải có trí tuệ, phải có từ bi. Chỉ có từ bi và trí tuệ mới giải quyết được vấn đề. Từ bi và trí tuệ là cái chìa khóa để giúp cho chúng ta thanh hoa tự thân và tha nhân, như là Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, trong cái thời giảng ở Đại Lễ Khánh Thành tại chùa Điêu Ngự, ngài có nhấn mạnh cái điểm đó. Nên cái lòng từ bi rất là quan trọng, và trí tuệ của chúng ta cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Và cô có nghĩ là từ bi và trí tuệ mà Đạo Phật đã đề ra là vô cùng quan trọng ở trong đời sống của chúng ta hay không? Dạ đúng rồi. Con nghĩ trên cuộc đời mình cái gì cũng đi chung với cái sự
Dù mình không có một cái trình độ lớn hay gì đó thì mình có cái trí tuệ trong tâm của mình, gọi là trí tuệ như là bồ đề hay từ bi gì đó, là nó sẽ dẫn mình đi càng xa trong cuộc sống. Dạ. Đúng, đúng vậy. Thành thử ra nếu mà đời sống của chúng ta mà không có trí tuệ, đặc biệt là không có từ bi thì đời sống nó không còn có cái ý nghĩa và giá trị. Mà thường đó, hay ai có từ bi thì người đó có trí tuệ, ai có trí tuệ thì người đó có từ bi. Tại sao? Mình hiểu được vấn đề mình mới khởi phát cái lòng từ bi được. Còn nếu mà mình không hiểu được cái vấn đề như là vấn đề đang là, mình không thể nào mà có được cái lòng từ bi để mà chăm sóc cái nỗi khổ đau, ôm lấy cái vết thương, cái sự tủi nhục, cái sự khổ đau của tha nhân được. Cho nên phải nhìn thấy được cái sự khổ đau cùng tột của họ, phải nhìn thấy được cái nạn lớn mà họ đang đối chịu. Lúc bấy giờ mình mới hết lòng để mà cứu giúp. Còn nếu mình không nhìn thấy thì mình mặc kệ, mình đi một cách vô cảm. Mình đi ngoài đường mình thấy những cái nạn này, những cái nạn khác, nhưng mà mình nhìn với cái nhìn vô cảm, mình không thấy được vấn đề. Thành thử ra mình không thể quan tâm cứu vớt, mà mình không thể thể hiện được cái lòng từ bi của mình. Cho nên trí tuệ luôn luôn có mặt với từ bi. Người nào có từ bi, người đó có trí tuệ. Người nào có trí tuệ, người đó đương nhiên có từ bi. Giống như là một cái đôi cánh của một con chim, thiếu một thì không thể cất lên được. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Xin quý vị hân hỷ đừng rời khỏi máy. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài ABC. Xin cảm ơn quý vị. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng